Chào các bạn nhỏ. Bé học các loại quả. Đây là quả gì? Quả vải. Quả vải. Lychee. Lychee. Đây là quả gì? Quả nhãn. Quả nhãn. Logan. Logan. Đây là quả gì? Quả lựu. Quả lựu. Pomegranate. Pomegranate. Đây là quả gì? Quả dâu tây. Quả dâu tây. Strawberry. Strawberry. Đây là quả gì? Quả dâu tằm. Quả dâu tằm. Mulberry. Mulberry. Thank you.
Đây là quả gì? Quả chanh dây. Quả chanh dây. Passion fruit. Passion fruit. Đây là quả gì? Quả hồng. Quả hồng. Persimmon. Persimmon. Đây là quả gì? Quả me. Quả me. Tamarind. Tamarind. Đây là quả gì? Quả Nam Việt quất. Quả Nam Việt quất. Cranberry. Cranberry. Đây là quả gì? Quả dưa hấu. Quả dưa hấu. Watermelon. Watermelon.